Ui, cái áo trắng mình cứ tưởng bóng người. Thật sự em phơi cái áo trắng ở kia, anh vừa bước ra cửa anh nhìn thấy cái áo trắng kia phát ở ngay chỗ cái bụi chuối nữa. Anh cứ tưởng ai đang đứng ở đấy nhìn xuống phía dưới xã. Giật hết cả mình. Một tháng 2, Tuấn Nùng xin kính chào quý cô chú anh chị và toàn thể các bạn nhé. Chúc mọi người có một tháng mới tràn đầy hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe, an khang và may mắn. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi. Và hôm nay thì cũng như mùng 1 mọi hôm của các tháng thì Tuấn Nùng cũng đi lễ. Và Tuấn Nùng chỉ đi lễ trên cái đền ở ngay cạnh nhà thôi. Đền của thị trấn Vinh Quang. Đền này thì Tuấn đã từng làm một hai cái video rồi các bạn ạ. Sau khi Tuấn đi lễ xong thì Tuấn Nùng sẽ di chuyển vào Túng Sán để xem bao giờ mới có trẻ xuân. Với lại Tuấn cũng muốn qua chỗ nhà của em Tuấn Mồ Côi kia để có chút việc trao đổi với em Tuấn Mồ Côi nha các bạn ơi. Còn bây giờ Tuấn Nùng đi lễ đã. Chào các bà Nga nhé. Vâng, bây giờ cháu mới đi. Các bạn ơi, thì đối với mùng 1 tháng 2 này là rằm bánh khúc của dân tộc Nùng bọn mình. Đó. Thì hôm nay đến điện thờ thì tất cả các ban đều được thờ bằng bánh khúc nha các bạn nhé. Kể cả điện thờ của Bồ Tát. Bánh khúc là được làm từ gạo nếp với lại lá khúc, cây khúc đó. Nên là tất cả mọi điện là đều có bánh khúc để thờ. Còn về cái truyền thuyết, cái câu chuyện dân gian của dân tộc Nùng về cái nguồn gốc bánh khúc này thì Tuấn Nùng sẽ tìm hiểu và sẽ làm một tập riêng về cái rằm tháng 2, rằm bánh khúc này nhé. Đó, đây là đền thờ mẫu này các bạn này. Những ai mà chưa có con hoặc là muốn có con trai thì đến điện thờ mẫu này là có thể là sẽ xin mẫu ban cho. Đấy, đền mẫu này thì là rất là thiêng các bạn nhé. Cái mít ở ngay sân đền này thì rất to. Và trên cái cành của cây mít này thì có cái miệng hình con rắn này các bạn. Mình zoom lại sợ nó mờ thôi. Đó, đây. Đúng hình cái miệng của con rắn luôn. Đó. Mọc ra từ thân cây mít. Năm nay thì cây cũng rất là sai quả. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đúng cái miệng con rắn thò ra này đó. Cây mít này thì rất là lâu đời rồi. Ít nhất là cũng phải trên 300 năm tuổi đổ lên. Không có dưới rồi. Hồi nhỏ thì mình cũng rất là hay đến đây để ăn trộm. Trẻ con mà, mít thì ngọt. Cứ chín là mình đến mình vặt thôi. Nhưng mà vẫn phải biết lệ lệ nhà chùa. Đấy, ngày xưa thì cứ gọi là nhà chùa. Đây là một cái đền, đền Văn Vũ. Tức là Văn Vũ Miếu, tức là đền Văn Vũ. Đền thờ Văn, quan Văn với quan Võ ấy. Các bạn ơi, vậy là từ chiều nay thì Tuấn Nùng đi lễ về, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi. 9 giờ kém 10, 9 giờ kém 5 phút rồi. Vì khi Tuấn về thì Tuấn lại cơm nước cho gia đình. Vợ với lại hai đứa nhỏ thì mệt. Bây giờ thì cũng rất là muộn, 9 giờ rồi. Nhưng mình vẫn có một cái dự định là hôm nay là mùng 1 tháng 2, Tết của người Nùng, làm bánh khúc. Đó, nên là mình rất muốn là lên chỗ em Tuấn có một vài lời nói, cũng như là để xem là rằm tháng 2 thì em có món bánh khúc này để thắp hương cho bố mẹ của em hay không.
bây giờ mình sẽ di chuyển. Buổi tối mùng 1 đi thì khí hậu trời rất là mát các bạn ạ. Mấy hôm nay thì cái đợt không khí lạnh rồi, chính vì thế mà buổi tối di chuyển thì rất là mát, không còn lạnh nhiều nữa. Bây giờ sang địa bắt đầu từ ngày mai đi sang địa bắt đầu bây giờ thì chỉ là 18 phút rồi. Các bạn có thể nghe thấy tiếng ếch nhái là đang ọp ọp ở dưới ruộng rồi. Và mình đã bắt đầu đến cái đường rẽ lên thôn ở chỗ nhà em Tuấn đấy. Một bạn qua một. Tối nay lên chẳng biết là em Tuấn đã ngủ chưa, nhưng mà mình cứ lên. À, chưa ngủ à? Đang uống rượu á? Hả? À? Ờ, anh sang bên chỗ ông Tuấn đã. Tối quá mọi người ạ. 9:30 rồi. Để đôi dép giữa đường giữa chợ này. Yên nào. Ê, cây mận là sắp có quả rồi. Mận máu là bây giờ là đang ra hoa và hết đợt hoa này là sẽ có quả. Em ơi có phải đang bất ngờ chưa? Chưa ngủ đâu các bạn ơi. Em Tuấn chưa ngủ. Hello, chào em. Anh giật mình không? Chưa ngủ em? Em chưa. Hôm nay mùng 1 tháng 2 rằm thì ăn rằm không? Chắc em làm cơm cúng em con. Làm cơm cúng bố à? Hay sao? Muộn quá nhỉ các bạn ơi. Đến nhà của em Tuấn rồi. À, đến đây thì em chưa ngủ đâu. Một mình ở một nhà hoang vắng hẻo lánh như thế này thì cũng thấy ghê ghê nhỉ. Anh là anh thấy cũng lạnh lạnh người đấy. Nhờ bố mẹ phù hộ độ trì ra không sao. Đây là cái dây da trâu đúng không? Vâng. Dây da trâu này lâu chưa? Đến lâu rồi, được mấy năm rồi. Được mấy năm rồi cả. Vâng. Hôm nay rằm bây giờ cắt một đoạn xuống ngâm nước nóng xong rồi cho vào gió bếp nóng xong rồi vui vui xong đập uống rượu được ấy nhở? Đây là cái dây da trâu các bạn ạ. Cái dây làm bằng da con trâu. Đấy, và sẽ được sử dụng trong việc cày kéo hoặc là buộc cái gì đấy phải nặng. Tại vì cái dây này rất là dai.
Da trâu thì rất dai rồi. Em cũng ngủ muộn nhỉ? Vâng, thường một mình em thì ngủ hơi muộn. À, cứ một mình là hay ngủ muộn à? Nhưng mà sáng có dậy được sớm không? Dạ có. Mấy giờ dậy? Thường thì 6 giờ. Mùa lạnh thì 6 giờ. Thế là mùa hè. Mùa nóng nóng ấm ấm này thì mấy giờ? 5 rưỡi phải dậy rồi. 5 rưỡi phải dậy rồi à? Thế thường thường là hàng ngày mà em dậy dậy thì em làm những cái công việc gì? Dậy ra tương tiếp, đứng nước xong đi làm thôi. Thế thời gian này em có đi làm giúp ai không? Có đi xin được việc giúp ai, phụ giúp ai ở dưới này không? Thời gian này em đi kiểu như là ngày trước nhà em làm nhà thì người ta hộ, xong rồi họ làm nhà thì em phải đi hộ ấy. À, tức là đi đổi công cái gì? Đó là em bận làm nương của em đấy. Nương thì có bao nhiêu lắm, một khoảng nương, nhưng mà một mình làm vất vả nhỉ? Đâu cái ghế đâu hết rồi? Như hôm nọ xuống thấy có nhiều ghế lắm mà. Đây. Ôi, tối om. Một mình ở một nơi vô cùng là hoang vu. Đấy, em Tuấn thì ở một mình đây. Cũng lâu phết đấy nhỉ? Chắc là được 2-3 tuần anh không lên đấy nhỉ? Vâng. Thế thời gian này thì em đi làm trả công cho họ à? Vâng, kiểu như là ngày trước nhà em làm, bố em làm nhà này thì họ chưa làm ấy. Họ về hộ xong bây giờ họ làm nhà thì em phải đi hộ. Thế bình thường nếu mà đi làm thuê thì em làm những được những cái công việc gì cho người ta để kiếm tiền? Em làm lao động phổ thông ở địa phương ấy. Làm thợ xây và đi cày thuê. À, tức là đi cày thuê. Ví dụ như bây giờ anh thuê em cày một buổi thì mất khoảng bao nhiêu tiền? Không tính tiền máy. Tiền họ tính là tiền công bao nhiêu? Tiền máy bao nhiêu? Thì cũng tùy từng người, tùy từng chỗ. Nhưng mà đại loại là nếu mà đi cày thuê thì một buổi bao nhiêu? Một buổi cũng chỉ được 100. Một buổi được 100.000. Nếu mà mình cày một ngày thì là được 200 đúng không? Vâng. Là cày bằng máy đấy. Vâng. Còn máy thì cũng là tính bằng công người luôn. Máy thì em thì cày đi rồi, em không có máy thì đấy, kiểu như người ta bận người ta không cày được ấy. Thì lấy máy của người ta cày luôn đi. Máy người ta cày luôn. À, tức là đi cày thuê này. Vâng. Ngoài ra thì đi phụ vữa làm thợ xây. Vâng. Sức khỏe thì cũng như trâu rồi ha. Tuổi 22 là bẻ gãy sừng trâu cơ mà. Giới thiệu lại với mọi người, đây là em Tuấn, cũng là người Nùng. Thì hôm nay là mùng 1 của tháng 2, là Tết người Nùng, làm bánh khúc thắp hương thờ tổ tiên. Đó các bạn ạ. Thì em Tuấn này thì cũng mồ côi cả cha cả mẹ rồi. Nói lại là mẹ em từ khi làm nhà này được khoảng 3 năm trước thì mẹ em vừa làm xong nhà thì mẹ em bị ung thư phổi chết. Đó, còn đến trước Tết, đến bố em là mất hôm bao nhiêu trước Tết nhỉ, tháng chạp nhỉ? 13 tháng... Tháng 12 đúng không? Tháng 12. À, tức là khoảng 13 tháng 12, tháng chạp ấy, âm lịch ấy. Thì bố em cũng qua đời do là bị tai biến. Bố em thì bị bệnh gút cũng được hơn chục năm nay rồi. Đi lại thì cũng rất là khó khăn. Nói chung là cũng không thể lao động được những cái công việc đồng áng. Thì ngay từ cái lúc em mới lớn lên là em đã phải phụ giúp gia đình vất vả, làm nương, làm ruộng. Đấy, hoặc là đi làm thuê kiếm thêm đồng tiền về trang trải cho cuộc sống. Bố em thì bị bệnh gút và đến năm lớp 9 thì em đã phải nghỉ học ở nhà để là cái trụ cột gia đình, làm những cái công việc ở trong gia đình rồi. Đó. Thì đến cái thời gian vừa rồi trước Tết là bố em chết thì lại không nhắm mắt. Không biết là bố em còn cái điều gì băn khoăn về cậu con trai này không, mà làm kiểu gì em ấy vuốt cũng không nhắm mắt. Thì em cũng được đi vay mượn được 10 triệu mua lấy tấm áo quan bọc trong cái chiếu. Đó. Lúc đầu là không có áo quan, là xác định là chỉ có lấy chiếu để quấn cha chôn thôi. Còn đám ma thì đến hiện tại là chưa làm. Mặc dù em là người có sức khỏe, những cái hoàn cảnh và cái điều kiện sống của em khi sinh ra lớn lên cũng không được đi học như bạn bè. Bây giờ lại là một em mồ côi
ruộng lúa thì mỗi một năm cấy chỉ thu được 3 bao thóc. Đó, ngoài những cái công việc làm nương làm ruộng ở nhà thì em cũng đi làm thợ xây, rồi lại đi cày thuê cho mọi người để kiếm từng đồng một. Thì, các tập trước thì Tuấn Đồng cũng lên đây để review và nói rõ cái hoàn cảnh của em ấy, cũng mong được mọi người chia sẻ giúp đỡ em ấy. Có thể là mỗi người hỗ trợ cho một chút, để tức là Tuấn Đồng cũng rất muốn kêu gọi mỗi người hỗ trợ cho một ly một like để làm sao có thể làm được một cái tổ chức một cái đám ma cho bố em, tại vì là không là hàng ngày là cứ phải cúng cơm đó, hàng ngày là cứ phải cúng cơm, nếu không làm đám ma là ngày nào cũng phải cúng cơm, ăn bữa nào phải cúng bữa đấy, không thì bố nếu mà mình mà bỏ đi 3 ngày mà không cúng là cái linh hồn của bố mình sẽ biến thành linh hồn của con ma đói và sẽ đi lang thang phiêu bạt đấy. Ma này làm ma thì gọi sợ là sẽ không về, không biết đường về nữa. Nhưng đấy là cái phong tục tập quán tín ngưỡng em ạ. Phong tục tập quán tín ngưỡng của dân tộc Nùng của bọn mình. Anh cũng là người Nùng, em là người Nùng mà. Đó nên cũng khó nói lắm. Bây giờ thì tình hình dịch bệnh nó cũng rất là căng. Nếu mà em thoát ly đi làm công ty thì bây giờ cũng rất là khó. Công ty thì rất nhiều công ty tuyển người. Anh có thể liên hệ được, có nhiều công ty người ta tuyển người lắm. Nhưng mà ở dưới kia thì bây giờ dịch giá nó cũng căng lắm. Cũng rất là khó trong vấn đề là nếu mà thoát ly đi làm công ty. Nhưng bây giờ anh cũng làm video chia sẻ đến cộng đồng mạng rồi. Cũng có rất là nhiều anh chị là cũng đóng góp ý kiến. Có thể là có nhiều người có thể hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em sinh ra lớn lên là như vậy. Đó, em là bây giờ là một cậu thanh niên mồ côi, cả cha lẫn mẹ, sống biệt lập một mình. Nhưng em lại là người có sức khỏe. Bây giờ thì đi xa làm thì lại không có ai thắp hương cho bố đúng không? Còn em chỉ có đi làm loanh quanh ở đây phụ hồ với cày thuê để kiếm từng đồng tích góp. Vừa để trang trải nợ cũng như là chi phí cho cuộc sống. Cũng không dành dụng được tiền để làm đám ma cho bố. Nhưng mà anh chia sẻ thì cũng có nhiều anh chị người ta đóng góp cho em ấy. Là bây giờ mình có sức khỏe. Em thì có sức khỏe rất là khỏe. Bây giờ bố thì cũng mất rồi. Đấy. Em có thờ, có thắp hương thì theo cái phong tục mình mà. Thì bố cũng không thể sống lại được. Còn bây giờ em không thể cứ một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, đến 10 năm, 20 năm. Nếu mà không có tiền làm đám ma mà em cứ ở nhà. Đó, anh chị, các anh chị nói là nếu em cứ ở nhà theo cái tín ngưỡng của dân tộc Nùng mình ấy, tức là phải thờ ấy, thì mãi mãi cả đời mình cũng không thể làm đám ma cho bố được. Vì lao động phổ thông ở đây thì cái giá trị nhân công của mình cũng rất là rẻ. Đó, nên mọi người rất muốn là khi em có sức khỏe như thế này thì cái việc thờ phụng ấy có thể là nhờ hàng xóm được không, để mình có thể thoát ly đi lao động, ví dụ như là liên hệ cho em đi làm công ty. Đó. Em không có tiền thì tiền Mạnh Thường Quân gửi cho em 2 triệu thì anh vẫn đang cầm. Đó, để làm tiền đi lại cũng được. Đó. Hoặc là em có thể đến Ủy ban Nhân dân xã của Tân Tiến này, hỏi bên Phòng Lao động Thương binh Xã hội của xã xem là thời điểm này có đơn vị nào có tuyển lao động, tuyển người mà có thu nhập nó hợp lý không? Ở đâu? Đấy, em có thể liên hệ tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội xã. Đó. Để có thể là mình thoát ly đi làm. Còn bây giờ nếu mà cứ theo cái tín ngưỡng là mình cứ ở nhà mình thờ cúng bố mình như thế thì anh nghĩ rằng các anh chị cũng nghĩ rằng là cả đời nếu mà không ai hỗ trợ được mình cũng không thể kiếm tiền đủ ra làm một cái đám ma ít nhất cũng 15 triệu nếu mà làm lợn. Còn nếu mà làm hoàn thiện, làm đám ma phải có trâu thì phải mất khoảng 30 triệu cơ. Số tiền nó cũng không hề nhỏ. Đó, nên là cũng rất là khó. Nên là anh cũng cố gắng rồi. Cái hoàn cảnh của em thì rất là đáng thương. Mặc dù em là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Đấy, sức khỏe bây giờ là có thừa đúng không? Nên là về cái cuộc sống thì cái hoàn cảnh của mình rất éo le rồi. Bây giờ em đi, nếu mà em đi làm là em bỏ lại tất cả nhà cửa các thứ thôi, là không ai làm cả. Mình chỉ có thể nhờ được ông ở hàng xóm bên này
trông nom cho thôi. Đó, cũng rất là khó. Nếu khi em đi thoát ly đi làm đến cuối năm, ví dụ như tháng mà 8 đến 10 triệu chẳng hạn, đi làm công ty, em tiết kiệm dành dụm chi tiêu rẻ sẻn thì chắc là đến cuối năm về em có khoảng độ, anh cứ cho là 8 tháng đi, 88 64, anh cứ cho là được khoảng 50 triệu. Em ăn thoải mái với 20 triệu thì mình tiết kiệm được 30 triệu. Đó, thì lúc đó mình cũng có thêm cái điều kiện để mình tự làm nám ma cho bố mình. Thì lúc đó anh nghĩ rằng bố em có chết ở dưới nơi chín suối vàng vẫn mỉm cười và nhắm mắt xuôi tay. Vì có lẽ là bố em cũng không nhắm mắt do là còn lo cho em. Đấy, em thì còn vẫn còn trẻ, mặc dù là tuổi thanh niên vẫn còn trẻ, không ra ngoài va vấp xã hội, nên là cái sự lo lắng của bố là vẫn chỉ dành cho người con trai của mình. Đó. Nên là anh nghĩ là cũng thờ thì vẫn biết là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đây là thờ tổ tiên, thờ chính người sinh ra mình nữa. Nhưng mà có lẽ là mình phải xin phép bố, linh hồn của bố là con phải thoát ly đi lao động rồi, để con có thêm thu nhập về con làm đám ma cho bố đến nơi đến chốn. Đó. Anh nghĩ là chỉ có như thế thôi. Vì nhiều anh chị bảo em có sức khỏe tại sao lại không đi làm. Nhưng có nhiều anh chị thì cũng không hiểu được cái hoàn cảnh và cái phong tục tập quán tín ngưỡng của mình. Nói chung dân tộc nào thì cũng có thờ cúng thôi. Và khi người chết mà chưa làm đám ma thì chưa đưa lên bàn thờ là vẫn phải thắp hương thờ cơm hết, kể cả dân tộc Kinh, dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Mông, dân tộc Giao, dân tộc nào cũng thế. Đó. Cái đấy là lại đương nhiên, đấy là chữ hiếu của con cháu dành cho gia tiên, cho những người thân sinh ra mình. Che già thì măng mọc, thời gian thì sẽ cho chúng ta ai cũng phải già đi, và đều có sinh ra, đều có sự chết đi cả. Nhưng mà để có được cái cuộc sống tốt hơn đối với cái cuộc sống của cái cuộc đời mình ấy, thì anh cũng mong sao là em có thể suy nghĩ. Đấy, em có thể bứt phá là xin phép linh hồn bố thờ cúng làm cơm đàng hoàng. Con xin phép bố, bây giờ con cứ ở nhà như thế này, chỉ đi cày thuê ngày được 100-200, về cũng chỉ ăn đủ ăn với lại trang trải một chút nợ nần thôi. Con không thể có tiền làm đám ma cho bố, bây giờ con muốn để lại nhà cửa. Con sẽ thoát ly, con đi làm công ty để con đi kiếm tiền về, để cuộc sống con mai này tốt hơn. Giờ con có điều kiện về, con sẽ làm đám ma cho bố tử tế. Nên là bây giờ bố ở nhà bố tự nấu cơm, và hộ con trông nhà, linh hồn bố ở nhà nấu cơm trông nhà con. Đấy, con sẽ đi, cuối năm con sẽ về. Đấy. Nếu mà khi em suy nghĩ kỹ rồi mà cần tiền cứ xuống anh là anh đưa hết tiền Mạnh Thường Quân cho em để có chi phí đi lại nhé. Tục tập quán tín ngưỡng thì mình cũng không thể bỏ được. Nhưng mà nếu chèn ép cái cuộc sống mình quá, nó gò bó mình quá như một cái sợi dây vô hình, thì mình tự cầm cái sợi dây vô hình này mình buông bỏ nó đi, để mình thoát ly đi, mình làm kinh tế. Đó, theo anh thì là như vậy. Em mượn lực lượng của nhà hàng xóm rồi, nhưng kiểu giờ em phải cầm tiền, có tiền thì lo tiền thầy cúng, lại tiền làm nhà giấy. Tức là bây giờ là em cũng đã vay mượn được hàng xóm về lợn để làm rồi. Châu thì chắc là mai này xây mộ cho bố đắp đá, thì mình khi em đi thoát ly đi lao động được 1 năm 2 năm về, em chọn ngày lành tháng tốt, lúc đó em mới xây mộ cho bố, thì em mới dâng châu. Lúc đó em có tiền em mua châu về em dâng cho bố cũng được, thì đám ma không cần châu cũng được. Nhưng nếu em có lợn rồi á, thế thì anh cũng sẽ cố gắng xem là mọi người có thể hỗ trợ được cho em khoảng độ sau 5 đến 6 triệu thôi. Cái tiền thầy cúng ấy nó khoảng 2 triệu rưỡi tiền thầy cúng. Ở bên anh bên kia là người ta lấy 3 triệu đấy. Bên này thì hôm nọ anh hỏi ông hàng xóm kia bảo là khoảng 2 triệu rưỡi, cộng với lại cái tiền mà người ta mua giấy với lại lấy cây về làm nhà táng, công người ta làm cái nhà táng á, 2 triệu rưỡi nữa. Thì ít nhất là nó rơi vào 5 triệu. Nếu mà em mượn được lợn rồi, em mượn được lợn rồi, mà em đủ cái lợn gà để có thể làm đám ma rồi, có thể là thiếu thì anh nghĩ là em vẫn còn thiếu một hai con bé hoặc là như thế nào đấy, hoặc cái con to thì cũng phải là
để làm đám ma là cái con lợn nó phải 80 cân đổ lên. Nó không có trâu thì mình phải làm con lợn phải trên 80 cân mới làm được. Tại vì cái con lợn này thịt ra là để thờ cúng người đã mất, cũng là để gọi là cái miếng ăn để cho những người hàng xóm láng giềng khi đến giúp gia đình mình lo hậu sự cho bố em này, và khi đến tham dự đám tang của bố em, đó là cái sự đổi công. Cái công việc ví dụ như người nhà ai đó có người ta chết thì em vẫn phải đi hộ nhà người đó, ví dụ như là đào huyệt hay là lo các cái công việc cho người ta thì người ta cũng đến. Thì cái con lợn đó là để lo miếng ăn. Nếu mà em có thể nói là em vay mượn được lợn rồi, còn thiếu tiền làm nhà táng này, tiền cho thầy cúng này và một số chi phí nữa. Nói chung là nó khoảng độ dao động từ khoảng độ 5 đến 7 đến 8 triệu thôi. Anh tính là thế. Thì anh sẽ kêu gọi anh chị, các cô, các chú, nếu mà ai thương xót cho cái hoàn cảnh của em đó, thì có thể là hỗ trợ thêm. Tại vì đến giờ phút này là có Mạnh Thường Quân, có 3 người là hỗ trợ cho em ấy, là một người 1 triệu, một người được 500 và một người được 500 nữa là được 2 triệu. Đó, hiện tại anh đang cầm của em 2 triệu nhé. Là bây giờ chỉ còn thiếu, nếu mà tiền thầy cúng với tiền nhà táng thì còn thiếu khoảng độ 3 đến 4 triệu nữa thôi là đủ rồi. Ok, nếu mà quyết tâm để làm đám ma mà em vay mượn được lợn rồi á, thì anh cũng chỉ mong sao là có thể có mọi người giúp đỡ em hơn. Nếu bản thân anh mà là người có tiền thì anh cho em vay luôn. Hoặc là anh có thể có tiền nhiều, anh cho hẳn em luôn để là em lo cơ. Như anh cũng khó khăn đó, nên là anh cũng chỉ biết đến để review lại hoàn cảnh và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người thôi. Không tụt nghìn đồng. Em này nhiều cái em cũng muốn bỏ đi ấy. Nhiều cái phong tục thì em cũng muốn bỏ đi, nhưng mà bỏ đi thì sau này lại khổ con cháu mình. Giống kiểu sau này thật lúc mình thì không sao, nhưng mà sau này lại ảnh hưởng đến con cháu. Nhưng mà em uống nước nhé. Các bạn ơi, mời các bạn uống nước nhé. Chè sao xuất. Anh thế thì anh cũng chỉ mong sao là sẽ có được thêm sự giúp đỡ cho em nữa. Thêm được sự giúp đỡ cho em nữa để trả tiền thầy cúng này, trả tiền làm nhà táng, tiền thuê làm nhà táng các thứ đấy, và tiền mua vải nữa. Vải mộc chắc chắn là em phải bỏ tiền ra mua rồi. Đó, tiền mua rượu với vải mộc chắc chắn em phải bỏ tiền ra mua. Cái đấy là không thể đi vay mượn ai được cả. Lợn thì những nhà anh chị, những cô chú, những ông bà xung quanh của cái đất Tân Tiến này, ai có nhiều lợn, ai nuôi nhiều lợn, em có thể vay được người ta, người ta thương, người ta sẽ cho em vay. Nhưng mà mai này em đi làm công ty hay đi làm ở đâu, em có thu nhập em lại phải trả cho họ thôi. Nói chung là người ta cho em vay trước ấy, là cái tốt đó, tức là người ta cũng thương em đó. Nhưng riêng cái tiền rượu này, tiền vải mộc này, và một số cái chi phí bên ngoài để làm đám ma ấy, là em phải bỏ tiền mặt ra rồi. Cái đó là không ai cho em nợ cả. Với lại chi phí tiền thầy cúng thì cũng không ai cho em nợ này. Chi phí tiền làm nhà táng không ai cho em nợ cả. Bởi vì toàn bộ hoàn toàn giấy và công người ta là làm thực tế. Thôi, anh cũng chỉ mong sao là sẽ có thêm sự giúp đỡ của mọi người. Đó, dành cho em Tuấn mồ côi này. Tuấn Hùng mời các bạn vào nhà của em đến này. Cái thời điểm 3 năm trước thì những cái cây gỗ thông khi mà họ kéo đường điện qua thôn ấy thì cũng được chặt xuống. Đó, thì gia đình em cũng xin được về để làm một cái nhà 3 năm rồi. Cái nhà các bạn biết là 3 năm trôi qua thì tất cả những cái phên là hoàn toàn là bị mọt hết rồi. Đó, mọt nó ăn sạch. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là những cái phên, cái mặt trong của những cái phên này là mọt nó ăn hết. Không còn chắc chắn nữa.
xin được cây nên là làm cái nhà cũng là 3 gian nhà sàn. Hai trái cũng rất là rộng. Các bạn ơi, đây là bàn thờ gia tiên của em Tuấn, cũng như là cái bên dưới này là nơi thờ bố em. Hôm nay là mùng 1 tháng 2 âm lịch thì người dân tộc Nùng chỗ nào cũng vậy sẽ đều có những chiếc bánh khúc các bạn nhé, sẽ có những chiếc bánh khúc này để thờ. Đó. Người Nùng thì rằm mùng 1 tháng 2 sẽ có những chiếc bánh khúc này để thờ. Thì em ấy cũng không biết làm nên là cũng nhờ thím nào đó là làm hộ cho hai cái, để thắp hương bàn thờ gia tiên một cái với lại chỗ bố em một cái. Đây, trong nhà thì không có gì cả, hoàn toàn là trống rỗng, không có gì. Và nơi đây là nơi em ấy ngủ. Cái khoảng thời gian trước khi bố em mất thì bố em bị tai biến được 5 tháng á, là bố của em Tuấn là nằm ở bên này. Các bạn ạ, nằm ở bên này. Và được chính quyền của xã, đoàn thanh niên xã tặng cho hai cái chiếc chăn nhung. Thì mùa đông lạnh là trước Tết mà. Rất lạnh nên là em Tuấn là nhường hết cho bố. Bố thì chỉ có ăn nằm một chỗ thôi, vệ sinh một chỗ, mọi thứ đều một chỗ hết, ngày phải giặt đến 2-3 lần. Em ấy thì không có chăn đắp vì nhường hết chăn cho bố rồi, nên là em ấy đắp, lấy cái màn tuyn này đi đắp. Thì cái màn tuyn này nói thật với các bạn là trời rét căm căm như thế thì rất là lạnh, đắp màn tuyn nó chẳng có cái tác dụng gì, nó không đủ độ ấm. Và những buổi tối khi không đủ độ ấm thì em Tuấn lại đi ra ngoài đốt bếp. Đó, đốt bếp và nằm ở trên cái phản cạnh bếp này ngủ. Và đắp tạm cái màn tuyn, đắp một bên thôi, tại vì em sợ là tối ngủ say là cái màn tuyn nó lại dính vào lửa này, nó lại cháy, biến em ấy thành một tảng thịt bị thiêu, mà có thể là nó cháy thiêu ở cái nhà luôn, nên là cũng rất là nguy hiểm. Trong những khoảng thời gian đó em ấy cũng rất là vất vả. Ui, cái áo trắng mình cứ tưởng bóng người. Thật sự em phơi cái áo trắng ở kia, anh vừa bước ra cửa anh nhìn thấy cái áo trắng kia phát ở ngay chỗ cái bụi chuối nữa. Anh cứ tưởng ai đang đứng ở đấy nhìn xuống phía dưới xã. Giật hết cả mình. Đấy, nói chung là anh là người không sợ ma. Không sợ ma, không sợ quỷ. Anh chỉ sợ người không tốt thôi. Kể cả buổi tối đi đâu anh chỉ sợ mỗi người xấu thôi. Ê chà. Thôi nhờ em uống nước chè đi. Nước chè ngon quá. Tuấn Nùng xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi tập video này của Tuấn Nùng. Tuấn Nùng cũng rất mong sao được mọi người chia sẻ và hiểu và thông cảm cho cái câu chuyện, cho cái hoàn cảnh, cái cuộc sống của em Tuấn, Lý Tuấn này. Là một thanh niên mồ côi cả cha lẫn mẹ, và muốn dành trọn chữ hiếu cho đến khi mà bố nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, thì em cũng muốn là làm xong chữ hiếu, em sẽ thoát ly đi công ty làm lao động để em bươn trải cái cuộc sống ở ngoài. Và mong sao là trên cái đường đời của em mai này sẽ gặp những người tốt, và mong sao là khi em tu trí làm lao động, có cái tay nghề và kiếm được một cái khoản, tích góp được một cái khoản vốn, mai này về sẽ có thể làm để mua đất, có thể bán mảnh đất nơi này đi, lại mua một mảnh đất ở nơi khác gần đường hơn để em có thể làm kinh doanh. Và mong sao là về cái cuộc sống mai này, về lâu về dài, em sẽ gặp được một cô gái tốt và xe duyên kết tóc với em, để tạo ra được một cái gia đình êm ấm. Nhưng trước tiên làm được những cái điều đó thì cũng chỉ mong sao là em Tuấn này may mắn và sẽ được
các bạn giúp đỡ để em ấy làm được cái đàm ma cho bố xong, làm trọn chữ hiếu thì em sẽ thoát ly đi lao động. Tuấn Nung xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang. Bây giờ cũng đã gần 10 rưỡi rồi. Tuấn cũng xin được kết thúc video ở đây. Để cho em Tuấn này còn đi ngủ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho Tuấn Nung nhé. Nhớ giúp Tuấn đăng ký kênh, chia sẻ video. Tuấn Nung xin cảm ơn và chúc các bạn một buổi tối mùng 1 có một giấc ngủ thật là ngon, an lành, chuẩn bị cho một ngày mùng 2 vui vẻ, may mắn, tràn đầy sức sống các bạn nhé.